Mẹ mổ mổ tổ. Giờ cái đầu con nó bị gì vậy? Nó bị đi gì thôi. Kim giới. Dép cái dép ở đây. Dép là gì mà? Trời đất ơi. Dép dẹp dẹp mỏi đổi đổi nổi mỏi. Lâu quá không nói tiếng Việt. Bây giờ lâu quá không nói tiếng Việt không biết gì hết. Chứ nào là cái này là cái này. Mà đừng có lo thì khách là ai má, khách là có lậu mũ đổi hỏi nổi nổi mỏi đổi hỏi lỗi lỗi đổi cái gì đâu. Mờn quá. Cái đó là gì mà? Nhờ mờn quá mà không. Thường thường có đâu có làm cái này cho má đâu. Trời đất Trời mà giờ con lớn tuổi rồi. Lớn tuổi là bao nhiêu má? Trời đất ơi. Má ưa nói cái đó lắm. Trời đất ơi là cái gì má? Oh my god. Ồ cái gì quên rồi. Trời đất ơi. Không biết trời đất ơi là cái gì. Mấy cái trời này là gì má? Trời, trời hả? Trời cái gì chi vậy? Mà bây giờ con không có biết cái nào cái nào. Mà đừng có lo. Trời đất ơi làm cái này chi vậy? Tại vì phải bác không? Trước bác có làm gì cho má không? Sao trước tao 86 tuổi. Giờ ổng ổng khe nữa. Ổng khe tiếng Việt là gì mà? Không có lo hả? Lo là cái gì? Tại vì lo, tại vì Hải không biết tự nhiên Hải đi giống như con gái. Chúc Hải thích con gái, chúc Hải thích con trai. Bây giờ cái không biết cái đầu nó làm sao nữa. Tại vì cái đầu nó chắc nó thích hai người, con gái con trai. Mà nếu thích con gái con trai á là cái đó là cái gì má? Tại vì chắc nó chừng nào nó lâu vui á thì nó mới thích hai con gái hay hai con trai. Hai con gái hai con trai là gì má? Tại vì hồi nãy má nói gì á là trời đất ơi là cái gì má? Tiếng Việt là gì con không biết. Tại vì con đang làm cái gì á, con không biết, con không nhớ gì hết á. Mà mấy cái này có sậu mũ đủ đủ lũ đủ nổi mỏi đổi cái gì không? Tại vì bây giờ cái đầu con nó tùm lum hết á. Tùm lum là gì má? Tôi con không biết mấy cái này là gì hết. Con biết có tim không? Tim là gì má? Chứ mấy cái tim gì vậy? Trời đất ơi nhiều cái tim quá. Bây giờ cái gì chứ chắc mấy người nó nếu nó vậy á thì nó muốn muốn con nhiều lắm. Chừng nào nó muốn con á thì con không có thích. Mà đừng có lo. Lo cái gì con không biết. Mà tại vì á mấy cái người nó ưa lũ đủ đủ mũ tội nổi cái gì á không biết. Nếu mấy cái cảnh sát nó đi nói chuyện với mấy người đó vậy á là nó ưa tin lắm không. Nó ưa tin lắm. Chừng nào nó ưa tin á thì nó có lũ mũ đủ hỏi nổi. How are you going? Yeah, feel good, thanks. Nếu nó nổi đủ mũ lỗi nổi nại hải hỏi nổi hải cái gì hải là cái gì không biết nữa. Giờ chừng nào con mới nói chuyện với nó má. Má muốn con gọi má lên, má không có bắt điện thoại nữa. Nếu chừng nào không bắt điện thoại lần sau. Mấy cái này là gì vậy? Trời ơi kiếm con kiếm cái gì vậy? Con biết kiếm cái gì hết á, kiếm gì chi vậy? Trời ơi chừng nào ai kiếm cái gì á. Ô sao nào cái xe nó nhiều quá không biết nữa. Lớn quá. Thì chừng nào mấy cái người đó nó làm vậy làm sao? Cái đó tại vì nãy có mới coi tin tức. Tin tức là gì mà? Tin tức. Hả? Không nhớ cái đó. Coi tích. Tích là gì mà? Ồ không biết. Có gì mà? Hả? Không biết. Trời đất ơi. Chắc bây giờ mấy cái người đó như nó lo, nó lâu, nó nấu, nó nói, nó đổi, nó nghĩ, nó muốn nó làm cái gì á. Mấy này có đẹp không? Không biết. Trời ơi, hồi trước mấy cái đó mạnh thấy mồ. Con không biết nghĩ sao nữa. Chừng nào cái đó mấy cái đó mạnh quá con không biết nghĩ sao. Mà chừng nào không có đó không có đó không có mỹ nủ nủ mỹ gì con không biết. Đời này là gì má? Đời là con đâu biết đâu. Con đang ở đâu vậy con không biết. Mấy gì con không có nhớ. Tại vì hồi trước con cũng muốn ở ngoài đường luôn hồi con nhỏ lắm. Nếu con bỏ má 10 tuổi là đẹp không? Thích đúng rồi. Thích đúng rồi hả? Trời đất ơi. Ồ, mấy cái tiếng này lớn quá. Xin lỗi mấy người này là gì không biết. Tại vì con ưa phụ mấy người lắm. Phụ làm chi vậy? Mà chừng nào nói lít đút mũ nủ lít đút mũ giờ gì mất. Nếu lọc độc mỏi đổi là cái gì? Con biết nó mấy cái luật sư nó có được 10 triệu là gì á là đẹp không? Thì nào con 10 tuổi bỏ má là hay lắm mà. Trời đất ơi, bây giờ không muốn nữa. Giờ con mấy tuổi rồi?
46 tuổi là 43 tuổi, 42 tuổi. Mấy cái tuổi đó là làm sao? Tại vì ai cũng muốn lâu lắm, đừng có hỏi cái gì hết, đừng có nói gì hết. Tại vì nếu hỏi cái gì, nói gì chỉ có được 10% cái GST thôi mà. Tại vì cái nãy mới coi tích là gì mà, tích lên là gì mà. Tích địch mất mũ nũ rồi mấy cái đó con không biết. Và cái này, mấy cái này đẹp quá, con được lắm. Nè. Ở cái gì nào có hay không má? Hả? Đúng không? Tự nhiên nó dớt xuống. Trời đất ơi. Mà chừng nào ai làm cái đó giống như đây trò tự nhiên nó dớt xuống á là có đi giống như con gái không? Tại vì đi giống như con gái có là con trời đất lớn quá vậy. Trời đất đâu có sao đâu. Mà cái này con không nhớ gì hết. Nếu con nhớ ai đẹp trai, ai đẹp con gái á thì đâu có sao đâu. Lũ mũ đủ. Hỏi mỏi đổi đừng kiếm gì hết, chừng nào kiếm gì hết á là lúc xưa có thắng không? Trời ơi, chứ có đâu có kiếm gì đâu. Giờ cũng chỉ đi vào chờ, tại vì má ứ nói trời đất ơi, không biết trời đất ơi là gì hết. Tại vì nếu con đi gặp ai trời đất ơi là sao, bây giờ con không biết nói gì hết. Nếu không được gì thì ông đó là ai vậy, mới chạy qua. Mà đâu sao đâu, cứ làm vậy lắm. Nếu con thích mấy người trai làm vậy mà, phải không? Trời đất ơi, mà mấy thằng trai nó ưa khác lắm. Tự nhiên nó ưa khác á, thì mấy cái con gái có luật sư mấy cái gì không? Thì mấy con gái nó có đó, luật sư đó là nó có biết ai tính ra mụ đủ nổi tỏi hỏi tỏi cái gì không biết. Bây giờ con mệt quá, cái này con làm con không biết cái gì hết. Mà nãy con có nằm xuống không? Con nằm xuống con nói cái gì? Bây giờ cái tự nhiên cái ông đó là ai vậy? Đâu biết đâu. Tại vì con có ương vậy không? Nếu con thấy ông con trai mà thấy ông con gái thì ông con gái làm sao? Hỏi bác đi, nếu ông con gái là khác mà, phải không? Mà mấy cái đó đâu có luật sư đâu. Tại vì nếu mấy người đó không có luật sư là đã phải được cái gì 10 chiền 12 10 chiền 14 10 chiền 16. Mà trời đất ơi, giờ cái mấy cái đầu này, mấy cái đầu này là có gì không? Con không biết, con có thích, nếu con không thích làm sao? Mà miếng cái này nói mỏi đang kiếm gì vậy? Con hơi mệt mới đi, mệt quá. Giờ con làm lắm, làm mà sao con đi với mấy con gái, con không biết ai hết. Nếu con không biết ai, nếu con thấy ai với mấy con trai, tự nhiên con làm vậy nè. Buông không? Múng là cái gì mà? Múng là cái gì? Trời đất ơi, nếu mấy người đó đi nhà hàng nó ăn, nó có làm vậy không? Mấy con gái đâu có làm vậy đâu. Mà thường thường mấy con gái nó không có làm đó làm sao? Tại vì mấy con trai làm sao, hai trai hai gái làm sao, chờ được có 4 số à. Nếu được 4 số cho cái lịch làm sao, nếu lịch đọc mỏi đổi hỏi giỏi. Ô mấy này là gì á? Giờ không biết mà sao con ưa làm như thế này á. Trời đất ơi, con không biết bao nhiêu mà giờ không biết nói gì hết đâu. Mà nếu bây giờ không biết nói gì á thì có sao không? Có đâu có lâu được đâu, chừng nào lâu quá thì lỗ đít nó hôi phải không á? Đúng rồi. Mà mấy người đó có sợ không? Sợ cái gì vậy? Thật sự Hải không thích con trai mà. Như sợ Hải không chích, thích nên chích. Chích hả? Trời đất ơi, chích cái gì? Mà bà này là ai vậy? Bà này là ai vậy? Chích cái gì mà? Như chích cái gì? Bà đó là ai vậy? Mà nếu nếu được 10 tiền 60, 45 là bao nhiêu? 40. Bây giờ con đang kiếm gì? Mấy cái này con phải nói từ từ, nói nhỏ thôi. Tại vì mấy cái này con đâu biết người đâu. Chúng thu nó kêu cảnh sát lợi. Gọi là cái gì? Phải không? Con đâu có làm gì đâu. Chắc nó nhớ con không? Thiệt mà. Nếu đi vòng vòng nhớ mà. Nếu nó nhớ chứ con chỉ gỡ cửa nói xin lỗi hoặc là nói hello thôi. Mà đâu có sao đâu. Bây giờ con không biết cái gì hết. Mà nếu kiếm gì á thì ai cũng có internet mà, phải không? Đúng rồi. Nếu ai cũng có internet là đâu có lâu sậu mũ đủ hỏi mỏi đổi cò sỏi đâu. Mà mấy người này là khác mà, khác con. Mà nếu con đi mấy con gái nó có tính gì không? Nếu chắc nó tính, ôi cái thằng này là ai vậy? Sao nó đi với con gái vậy? Sao nó nói mấy này nói kia mà đâu có nói mấy này nói kia đâu. Mấy này là thường mà. Nếu thường không được á là có được mười mấy hả? Đâu nhớ đâu. Thôi, here we go. So nếu không được bao lâu á thì không có 9 5 7 8 7 8 4 2 7 8 4 2 là lâu lắm mới được
có được 16 cộng 15 với lại cộng 32. Mà nếu mấy cái nhà này á, nó mắc tiền á, nó đẹp á, thì cái nào là cái nào, cái nũ là cái nũ. Mà chừng nào cái nào là cái nào, cái nũ là cái nũ là bao nhiêu tiền. Tại vì mấy cái chỗ này á, là con không biết. Mấy cái người ấy nó ở đây á, ai là gì mà hỏi bác đi, ai mà giống như tay chích cái gì con không nhớ. Mà nếu là mà mấy cái này là cái gì thường mà chừng nào cứ ưa đi vòng vòng có làm gì mà đừng nhớ ha, đừng nhớ con làm gì hết mà đâu có được đâu. Con ở nhà má mấy năm rồi, lâu lắm mà con cứ đi lại trốn trốn cái gì mà trốn cái gì ồ trốn cái gì á thì con có nhớ. Mà nếu được 16 17, ô cái này đẹp quá vậy, cái đó là cái gì à, lục sư hả, ô là lít, con biết cái đó tiếng Việt là gì con biết, nó đẹp quá cái không biết. Mà nếu ở Việt Nam nó có làm cái này không, nếu nó được cái community á, tại vì nếu nó được cái community nó có nói tiếng Anh được không, mấy người ở Việt Nam nó nói tiếng Anh được không má, ô là nó dịch ra, nếu nó dịch ra là có lục sao không, lục sao, nếu lục sao lo cái gì, lẩu cái gì, máu cái gì. Nếu được mấy cái đó thì máu được 14 à, nếu 4 cộng 1 á, là 5 mà phải không, đúng rồi. Mà cái chừng nào lạy hỏi mỏi đổi mấy cái gì á, có cái gì không. Mà đâu có sao đâu, trời ơi. Nếu lậu đổi mỗi sỏi mỗi hỏi mỗi đổi mỗi 4 mỗi 9 mỗi 2 mỗi 3. Bây giờ có phải nó lớn có nhiều mấy cái này con biết cái này cái tablet này nó bự quá. Trời ơi. Có nói lớn không? Anh em nói trời đất ơi. Sao tự nhiên con làm vậy con đâu biết đâu. Chắc mấy cái này nó mấy người này nó có nghe không? Chắc đâu có nghe đâu, tại vì thường mà nó đang làm cái gì á? Hả? Con không nhớ, tại vì nếu được mũ sủ hỏi đổi cái gì đó không có nhớ. Mà nếu nhớ được 1942 á là được 46 à. Mà cái này chỗ này là cái gì vậy quên rồi. Whatever. But anyway, sao con đi với con gái vậy? Đi với con gái chứ vậy? Thì nếu có đi với con gái mấy người thường nó có thích không? Chắc nó không có thích đâu, tại vì nó đâu biết con là ai đâu. Nếu nó không thích làm sao? Trời, tự nhiên cái này là cái đời của con mà, đời của con chỉ là đi làm thôi. Đâu có sao đâu, đi làm cái gì vậy? Nếu mấy người đó nó cười, nó vui, nó phụ, nếu nó không có cười, nó không có vui, nó đâu có phụ được, phụ chi? Tại do con khác mà. Qua mấy cái bông này đẹp cái gì má. Trời đất ơi, đẹp không? Đẹp thấy mồ. À, mấy cái này là cái gì quên rồi. Ô, cái này đẹp quá luôn. Nè. Nè, đời mà phải không má, đời. Mà mấy giờ rồi con có biết, chừng nào mấy giờ á. Thì mấy giờ mấy người nó đi làm, nó đi xong, nó đi làm, nó đi xong, nó có về, nó có nấu cơm cho mấy cái con của nó không? À, nấu cơm của một mình nó. À, giờ con không biết cái gì hết. Mà lớn tốn tiếng tốn mỏi đổi, giờ con biết làm gì, con đang kiếm gì á, rồi gì tự nhiên cái đầu nó xuống. Chừng nào cái đầu nó xuống là đâu có sao đâu, tại vì thường thường nó được 14, 26, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 15, 16 á, là có được 40 à. Tại vì nếu chừng nào được 40 á, là mấy người này nó ở đây mấy tuổi rồi con không biết nữa. Đúng không? Đúng. Mà con đang làm gì con không biết. Wow, cái cây này đẹp quá. Mà lớn thế mà. Trời ơi. Chắc hồi nãy ông nào nói ông mua nhà 800 ngàn. Chỗ nào quên hết rồi. Mà ông sửa xe mà. Mà chừng nào có đau sâu mỗi đổi mỗi chín mỗi đó nói 15 16 mà 43 không, mà đâu có biết đâu. Chừng nào biết mấy cái này là đâu có gì đâu. Nếu không biết cái gì là làm cái gì, tại vì cái này là giả bộ mà, cái này đâu phải điện thoại đâu. Cái này giả bộ có lì lâu không? Không lâu hết. Mà đừng có làm cái gì hết. Mà nếu làm cái gì hết là bao nhiêu tiền? Tiền là đâu có cái gì đâu. Mấy người khách nó làm sao? Khách là khác mà. Nếu khách nó là khác là chừng nào mới làm không được á, thì con cứ nhớ. Không nhớ cái gì hết. Mà cái này là 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 60, 68, 68. Hey, how are you going? Hi. Hi. Nếu con không có làm được mấy cái đó là làm sao? Mà đừng có cái này. Tại vì con thiền là gì má? Thiền thường đổi mỗi lâu quá không nói chuyện gì với má vậy, con không biết nói cái gì hết.
nếu mà con không biết nói được á, mà mấy cái này 65, 63, mà mấy cái này là ở đâu vậy con có nhớ? Nhiều con nít lắm á. Con nít mà nếu được có 40, 40 xạo, 44, 40 xạo, 45, 40 xạo là làm sao? Đâu có ai xạo đâu, phải không á? Tại vì thường thường nếu con đi vòng vòng đây mấy năm rồi, đâu có biết đâu, chắc 4 năm hả? Nếu 4 năm thì 10 năm là 14 năm, là 1 là 5 năm, mà 5 năm ở đây lâu quá, rồi chừng nào ở đây lâu quá, có cái gì không? Mấy người này nó có thích không? Nó tự nó thấy, nên nó thấy nó giống, nên nó kiếm được không? Nó kiếm là cho cái sao? Nó đâu có cho sao đâu, nếu nó cho được. Ôi, cái nhành đẹp như người chết vậy. Mà nếu mấy cái này đâu có lâu sâu, lâu mỏi, lâu đổi, mà lâu kiếm được mấy cái gì, có cái này đẹp quá vậy. So, cái nào nhà nào là ai, nhà nào là 40 mấy chứ, 46 mà không, nếu 40 mấy 46 là bao nhiêu, tại vì mấy người này nó có khác không, chắc nó khác, nó đâu biết con đâu, nếu nó không biết con hồi nãy chụp cái gì vậy, chụp được không, nếu chụp tới cái chắc được 60 đâu phải đâu, nếu được 14 là 14 là chừng nào chụp cái đó là được có 14. Mà chịch chụp cái gì dễ không mất, cái này là cái gì mà chuyên rùa, trời đất ơi, ai làm đó vậy? Đó. 9579 2020. Sao mấy người này nó làm nhà giống như con, mà con làm ở nhà mà giờ con không có thích, cái này là cái gì vậy? Mà chừng nào lâu lắm á, nếu con được cứ 17, mấy cái này có bỏ giác vô không? Bỏ giác là gì quá? Quên rồi, bỏ giác là gì? Giác là cái gì mà? Con không biết. Giác là gì? Nếu giác được cứ 49, 52, 57, 58, 59, 56 là tôi được 10 năm rồi. Mấy cái này nó có giác không? Giác là gì? Ồ, bỏ đồ hả? Bỏ đồ làm sao mà? Tại vì bỏ đồ mấy cái nhà này bao nhiêu tiền? Có cái đó đẹp quá vậy? Ai ở đó vậy? Chỗ nào vậy? Mà cái nhà đó đẹp quá, giờ cái này con có thấy, con có thấy, nếu con có thấy là nếu có thấy cái gì đẹp quá làm sao, mà chừng nào đẹp quá là đời của nó cũng đẹp lắm phải không, nếu đời của nó cũng đẹp lắm là bao nhiêu đổi mũ mũ cái gì, nếu mũ cái gì là mũ cái gì, nếu mũ cái gì ơi, wow, cái này đẹp quá vậy, nếu được mũ nổi, bây giờ mệt quá nói được nữa, đi mệt quá, giờ cái tánh nó nóng, tánh nó nóng làm sao mà. Thì cái tánh là hỏi cái bà kia đi má, cái bà kia con không biết, nãy có ba bà mà, bốn bà nè, năm bà nè, sáu bà nè, tám bà nè, chín bà, mười bà. Mười bà là bao nhiêu, bà nào là cái, nãy có nói gì mấy cái bà đó giờ không biết. Mà sao tự nhiên nói với mấy cái bà đó, tại vì tiếng Việt lâu không nói, con đang chờ đó cơ, dùm chờ chứ giờ. Ông đó là ai vậy? Con mới nhớ cho rồi, mà chừng nào con thấy ông đó cứ làm gì lắm phải không? Mình kêu được, kêu làm mấy cái đơn chi mà mấy người đó là thường, mà chắc là mai mốt mà 10 triệu nó mới được một con trai thôi. Trời đất ơi, thiệt không? Nhưng 10 triệu nó được một con trai là bao nhiêu tiền? Đâu có bao nhiêu tiền đâu, mấy người đó là con nít tích mũ, tích mũ giờ. Bây giờ nói mệt quá, con có biết gì hết, bây giờ con không biết gì hết, con không nói gì hết. Mà làm mấy cái thằng chi con mới nhớ, để cho nó có nghe được không? Nếu nó làm chỗ nào nó đang lao gắt bóc tiền là cái gì, mấy cái này con biết, nếu nó làm cái gì nó có nói con nghe không? Con không có nhớ, nên con chỉ đi vòng vòng thôi. Chắc nó gọi cảnh sát, con đâu có sợ đâu, con đâu có làm gì đâu. Chắc nó gọi cảnh sát, mới mốt nó gọi cảnh sát con không có sợ hết. Nếu gọi cảnh sát là con chắc con đập vô cửa nó, đừng gọi, nói con đâu có làm gì đâu. Mà mấy cái này là cái gì con mới nhớ. Nếu được 9, 10, 60, 70, 80 á, là mấy người khác làm sao? Trời đất ơi, mấy cái người này con không biết. Gọi con ra quá thích quá, gọi cảnh sát đi. Chứ con có làm cái gì không? Con đâu có làm cái gì đâu. Tự nhiên cái chỗ đó là cái gì? Mấy cái này, mấy cái người này nó có cần phụ không? Hồi nãy chích gì đó, ai có kiếm được không? Nếu ai kiếm được cái chích gì chi vậy? Gọi mấy cái đó chi vậy? Mấy cái người này là mấy người đó. Trời, chứ ở SYT nó làm cái gì vậy? Thằng đó nó nói mày có lấy drug dùng, giờ nó còn ghét nó lắm á. Còn muốn nhớ nó nữa. Giờ con bỏ nó luôn. Giờ nó con bỏ nó luôn, giờ con đi về. Đi về cái giờ cái mấy con nít nó làm sao? Con không biết. Tại vì con nhảy quá trời luôn.
cái đó là không phải bây giờ, cái đó là cái gì á, mà mai mốt á, nếu kiếm được 40-50 á, là 10 là cái gì mà đổi mấy cái lịch như trời đất ơi, bây giờ không biết làm gì nữa rồi. Qua mấy cái xe nó mới lái qua, nhìn nó lớn quá, một chút cái miệng của nó kho, nó kho hả, kho là gì đâu, nó kho không biết kho gì, nó chắc không phải kho, nó không biết, không nhớ mà nó cái này nó làm gì không, giờ không có nhớ gì, không có cái gì hết. Hải hỏi mỏi đói, làm cái này chi, đi nhầm chi vậy, đâu có sao đâu. Xe nó mới lợi này, đúng rồi. Xe nó mới lợi cái gì không? Cái bà này nó có gọi cảnh sát không? Để cho bà gọi cảnh sát đi, con có sợ đâu. Sợ cái này nó chi vậy? Mà chỉ nào sợ cái này là cái gì? Nếu mấy người này nó có biết kiếm cái gì không? Nếu nó kiếm gì làm sao vậy? Khỏi kiếm gì hết. Mà mấy cái này lẩu mũ đổi đẹp. Qua cái bà đây đẹp quá. Mà nếu bà đẹp quá, bà có làm cái gì không? Bà có lẩu xẩu mỏi đổi hỏi gì không, gọi không? Gọi cái chi vậy? À, tại vì mấy giờ rồi không biết, qua cái đời là này là gần xong hết rồi, cái đời này là gần xong hết rồi. Như con được 19 80 là đừng có cười như chi vậy, tại vì mấy cái này con mới nhớ cái gì hết. Nếu con nhớ được cái chỗ này là gì con mới nhớ. Mỏi đói. Vậy đó là thiệt không? Trời đất ơi. Bao nhiêu đủ? Làm mấy cái đó là bao nhiêu đủ? Làm cái mấy cái đó là bao nhiêu đủ? Nếu làm đủ là bao nhiêu? Tại vì nếu lấu mỏi... Cái này là cái gì vậy này? Đúng rồi. Cái mặt của ai vậy? Đúng rồi, có nói đúng mà. Nhưng cái mặt này là của ai vậy? Nếu không đúng làm sao? Kiếm mấy cái này chi vậy? Con đâu có kiếm đâu. Tự nhiên nó bị như vậy mà. Nếu nó bị như vậy là bao nhiêu tiền? Cái đó là gì mà? Trời đất ơi, chỗ cái đó là cái gì? Sao nó đen vậy? Con không nhớ mấy cái đó. Nếu nó đen làm sao? Trời đất ơi. Nhưng nó đen chắc cảnh sát nó ghét con lắm. Nhưng cảnh sát nó ghét con. Nó đi mấy cái này, chỗ này là gì vậy? Con không nhớ. Chừng nào con không nhớ làm mấy cái này sao? Nó có phụ người không? Phụ bà này chết rồi mà. Bà cứ chết không ngồi cái này chỉ biết là mua đồ thôi mà. Chừng nào bà muốn đẹp bà đâu có chết đâu, bà chỉ phụ mũ nũ nổi mỏi đổi hỏi đổi cái gì á, không nhớ. Trời đất ơi, mấy cái xe này nhiều lắm, đẹp lắm hay lắm mà chừng nào mấy cái người này nó thấy giống cái mặt không, mấy cái mặt này là ai vậy? Bà có khác không? Nếu bà khác làm sao? Trời đất ơi, đẹp hơn con nữa. Thì không? Mêlée palais cochon, de la cochon, c'est un nom. Is a France. But I don't know, because I'm going to say in relation to France. How do we divest the accurate instrument of profession? Because, you know, she's my mother. This one's my mother. Is it true? Yes. I'm a, you know, I'm a broccoli. Because, in that way, if I'm a broccoli, you know, it helped me to be a beautiful skin in relation to the form of a. Unity and to area any kind of intervention by Leonardo da Vinci, because Leonardo da Vinci is gay and I'm not gay. It's just, you know, I walk like this. It's just like I really love it, and in time when I really love it, it doesn't really matter how I can look in the sky, because when I look in the sky, I just know. But in that way, looking in the sky, I just wonder why in my life at the end of my day, you know, I look through the sky because my mom said, oh my God. So I don't understand why mom said, oh my God. But in that time, you know, in that time, I don't know, is it a biohazard or any instrument of knowing what items are to select the protein by the injection of Mother Mary for the tree competition. And the tree competition is kind of like all tree looks the same. And when all trees look the same, living in the native, little. Oh, but in that way, you know, provision. See?
So how do you act like this in relation to being, you know, a straight man? So when you act like this for being a straight man, for the LJ hooker, it's just like, I don't know. It's just like, you know, days of our lives, we just like, you know, not to, what is this? Trời đất ơi, mấy cái này là gì con biết? Mà chứ có mấy cái tim không? Tim đẹp lắm mà. Mà bây giờ không có lâu hết. Mà bây giờ không có lâu hết lần sau. Chừng nào không có lâu hết đó là được cơ 19 tâm hôn lần. Đúng rồi. Hỏi cái thương ai không? Hỏi cái thương ai là sao vậy? Thấy không? Trời ơi, cái này là cái gì ạ? Nếu cái tim nó mạnh lắm á, là nó ghét. Nếu nó ghét á, là đừng có lậu, sậu, mũ, nũ, đủ, hủng cái này gì hết. Nếu nó được cái mấy cái này á, là được bao nhiêu tiền, con không có lo, không có nói được. Mấy cái này là cái gì vậy? Chứ nào mấy cái này là cái gì á, đâu có sâu, máu, nẩu, đậu, hổ. Đúng không? Cái này là phải má của thằng Gary không? Là má của con, không biết mấy này là gì hết. Mà đừng có lâu nữa, nếu đừng có lâu nữa là đừng có... sợ mấy cái tim là cái gì? Chứ mấy cái tim là cái gì mà ai có thương hả? Mà con anyway, my heart is so strong, and when it's so strong, I don't know what to do. And since I don't know what to do, I just kinda like, you know, having a comedy series relationship. Oh, mấy ông Phật này có ở đây không á? Tự nhiên cái mấy ông Phật ở đây, cái tự nhiên con dòm cái gì á, tự nhiên má nói trời đất ơi lần sau con không biết, nếu dòm vậy có sao không hỏi mấy người gì á, con không biết hỏi chi vậy, nếu hỏi nếu nó đúng là So family of the membership. Family of the membership is based upon our instrument of knowing how to become the friendship of the society, no, of the society of, oh, at least my comedy down. So in that way, so đó là aeroplane mà không á, sao nó lâu quá, nó lớn quá, mà cái này con không biết, mà đừng có dò bộ nữa, trời đất ơi. Mà bây giờ mấy người đó nó là chạy không á, trời đất ơi. Bây giờ con không biết, chắc tự nhiên con làm vậy á, tự nhiên con làm vậy lần sau, tại vì tự nhiên con làm vậy á là cái gì của Kingdom of Heaven á, cái ông đó là gì, ông màu đỏ, tóc đỏ mà phải không, thích ông đó nhiều lắm. Thế ông làm vậy là ông cũng giống như cái bà kia, ông ưa lít nhỉ lắm, lít cái gì, ông ưa làm bà kia mấy cái này, mà làm ba mấy bà kia lần sau mấy chỗ này, mà cái này cho bàn thờ mà cho ông muốn cái gì ở bàn thờ. Mà cái này đâu có xạo. Chỉ chừng nào mấy người đó nó lọc. Lọc cái gì? Nhờ con bột cái đó chứ. Mà con phụ mấy người đó chi nhỉ? Mấy người đó là ai? Phải Phật không? Nếu ông đó làm cái gì cho ông kia làm sao? Lâu đi thì... Mình đừng có kiếm cái gì hả? Mà... cái family á, chừng nào được cái... đậu xấu á. Giờ con không muốn nói cái tự là ở bàn thờ mà. Chứ con có nói gì không? Bàn thờ của má ở nhà. Cái đó là cái gì? Mà con đâu có thích đâu. Giờ con lớn tuổi rồi. Đúng rồi, già lắm. Già là chỉ già thôi. Mà lớn tuổi là khác. Mà chừng nào lớn tuổi được 40 chục năm á,
Ông nói làm gì ạ? Con nhớ ông đó, con biết ông đó lắm. Hai ông mà, hai ông là ai? Nó phải bác đâu. Ông có làm gì không? Có thấy con mèo mà phải không? Con mèo là gì mà? Con thờ có biết con mèo không? Con mèo là ai? Trời đất ơi. Mà ông kia là khác mà, ba ông ngồi. Ông đó là ai? Ở Mỹ, chủ Mỹ. Trời đất ơi. Ông giờ con muốn làm gì á? Wow, cái tim nó mạnh quá. Bây giờ cái tim nó mạnh quá, sao làm cái này chi vậy? Thì tự nhiên nó mũ đủ con. Cái bà này đẹp không? Bà này đẹp thấy mà. Chắc con làm cái đó chi vậy? Mà đâu có sao đâu, tại vì nếu được có 46 chục năm á là đủ có được 49 à. Mà đủ mấy cái được 49 là bao nhiêu? Mấy cái này là cái nào vậy? Tại vì con không có nhớ. Mà bây giờ con như nó con lâu quá ông không có. Bây giờ cái phụ ai à? Tim nó mạnh quá. Phụ ai à? Cái ông màu đỏ đó. Màu đỏ hả? Ông màu đỏ là ai? Trời đất ơi, ông kia là ai? Không biết. Nhưng mấy cái này nó không có lậu được đây mấy này. Mấy cái này là gì á? Hả? Đúng không? Mấy này là gì? Hồi trước bác bị con bác phụ bá mà phụ ở Việt Nam sao vậy? Bây giờ cái trong nông nông mũ mấy này là gì? Hả? Mấy này là thường mà ông màu đỏ là gì á? Thì ông đó nó đâu có mập đâu, nó ốm. Nếu ông ốm là ông làm cái đó làm chi vậy? Mà chị Ninh nghe ông làm mấy cái đó là có cái gì không? Mà giờ đi cái này làm chi vậy? Đi cái này là chỉ muốn kiếm người có đẹp trai không, mà kiếm người đẹp trai làm sao? Giờ mấy người thích. Rồi, bây giờ nó lớn tuổi, 68 tuổi là bị cái gì? Đúng không? Chừng nào nó lên trời đó là cái gì? Không có biết. Hai cái. Tính tay, tính chị. Tính đi, ông đó. Nếu được á, 20 đồng. Mà... bây giờ hơi mệt quá. Mà... oh, Coco. Hello, my little girl. Mommy loves you. Mấy cái đó cái tiếng đó là... cái tiếng đó là nó nồng nóng gì vậy? Cái này nó là không biết. Chắc con mới gặp ai á mà con không biết. Ông là ai? Mới kiếm cái đó, đâu phải ông đó đâu. Ông khác mà. But Alan, I think you end up with sarcastic talk. No. What do your mom look like? Trời đất ơi. Kiếm không? Không biết cái đó là cái gì vậy? Đâu có ai đâu, chỉ thường thôi. Nhớ không nhớ. Ồ, cái đó là cái gì vậy? Chỗ kia giống cái pekin mà không, ờ cái tai. Cái tai mà. Trời đất ơi, giờ không biết. Phải cái đó không? Giờ thấy không được, chỗ đó. Cái tai mà, tai đó của ai vậy mà? Trời đất ơi, tai đó của ai? Đâu phải của tai của bác đâu. Cái tai đó là ai vậy mà? Chỗ nào vậy quên rồi. Có không? Đúng rồi. Cái tai đó là ai vậy? Nếu nãy mới vẽ ổng chỉ lợi thôi. Nếu ổng lợi cái ông kia màu đỏ là cái gì bây giờ con không biết. Mà bây giờ con đâu có thấy cái mặt của ổng đâu, thấy mặt của ổng chi vậy? Con đâu có biết được ổng ở đâu mà ổng đâu là ổng là ổng. Nếu ổng là ổng đó mà. Làm chi vậy? Sao bây giờ con làm vậy chi vậy? Chắc ổng đó mà. Mà đừng cứ giờ mệt quá. Không có sao hết. Ổng là ai mà con biết. Không muốn biết. Chừng nào con biết là không muốn biết. Giờ con mệt quá. Con có muốn tiền không? Muốn tiền nhiều lắm mà. Tiền là bao nhiêu? Chắc ông này là màu xanh mà con. Ông này màu xanh, bà này là ai? Không nhớ. Nếu ông này màu xanh, bà ai á, là có được 46 chục năm không? 46 chục năm á, là bây giờ con lớn tuổi rồi. 41 tuổi có 4... hả? Không biết. Năm. Đúng rồi. 46 mà. Giờ con đi rồi. Last resort. Fact is.